Xin chào các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Và hôm nay trên tay mình là một con mainboard. Nó lắm mình mới là mainboard B560 Aorus Pro AX. Thì ngày trước ấy, anh em phải bỏ số tiền cho một con mainboard B560 thuộc dạng đầu bảng như này này. Anh em chỉ phải bỏ ra khoảng tầm là 3 triệu rưỡi, cùng lắm là 4 triệu thôi. Nhưng mà chiếc B560 Aorus Pro AX này nó cũng như các mainboard B560 đầu bảng khác, hiện tại giá của nó đang là hơn 5 triệu đồng. Nó đang là chính xác thì nó là 5.099.000 đồng. Và giá tại Hà Nội Computer vào ngày mình quay hôm nay là vào ngày 21 tháng 5. Đúng không nhỉ? Ừ, tháng 5 đúng rồi, còn 2 ngày nữa là bầu cử. Thì mainboard này có như nào? Tại sao anh phải bỏ ra thêm số tiền đến khoảng tầm hơn 1 triệu đồng cho một con mainboard B560, bỏ 5 triệu ra một con B? Tại sao thế? Thì chúng ta có lẽ là sẽ phải xem là tính năng của nó như nào. Thì đầu tiên ở bên ngoài vỏ hộp nhá, thì chúng ta sẽ có những cái tính năng nhá. 3 năm bảo hành này, hỗ trợ Intel thế hệ 11 này, Socket LGA 1002, chipset B560, chẳng có gì lắm. Con này là con mainboard B560 Pro AX. AX có nghĩa là nó sẽ đi kèm cái phần Wi-Fi là Wi-Fi 6. Và Wi-Fi 6 thì nó sẽ nhanh hơn Wi-Fi 5, nhưng mà bây giờ router Wi-Fi 6 nó cũng ít nên là nó cũng gọi là cho có thôi. Mình nghĩ là anh em ít ở nhà đang dùng Wi-Fi 6 lắm. Và những các cổng USB, DAC, AM các thể loại tí nữa mình mở ra mình sẽ nói. Thì đầu tiên chúng ta đi vào cái phần bên trong nhá. Cái vỏ này đóng gói rất là cơ bản, giống như là những chiếc B560, B160, B360 trước giờ rồi. Đây là con mainboard, chúng ta bỏ ra ngoài đã, chưa cần quan tâm đến nó vội. Mình sẽ xem phụ kiện nó lại có những cái gì. Dưới lớp bìa carton chúng ta có một sách hướng dẫn sử dụng nhiều ngôn ngữ, không quan tâm lắm. Đây, một cái sticker để dán lên cây. Và mình không biết các bạn thích không, nhưng mình thì mình không thích dán lên cây mình cái này lắm, nhìn nó hơi bị lục. Anh em thích cái dán là được. Hướng dẫn user manual, tức là khá là gọn gàng, quyển sách hướng dẫn khá là mỏng, chỉ còn tầm là 50 mấy trang thôi. Đây, quyển này thì nó dễ đọc hơn. Và đây, ngăn bên trái chúng ta có một cái anten Wi-Fi. Đây là anten Wi-Fi 6 và nhìn hình nó vẫn kiểu giống như mấy con anten cái trước Gigabyte, nó chẳng có gì là hơn cả. Rồi, bên tay phải chúng ta sẽ có một cái ốc M2 đóng gói rất là cẩn thận, khi 1.000 tiền ốc, 2.000 tiền vỏ. Anh em có một cái này là mình rất là thích này. Anh em cắm cổng front panel của main ấy, anh em nhìn rõ được cắm cổng nào trước, cổng nào sau. À vâng, lại một cái ốc M2 nữa, 1.000 tiền ốc, 2.000 tiền vỏ nữa, anh em bỏ 6.000 nữa. Lại một cái nữa, 3 cái vít cho ốc M2 và 2 cái SATA. Và đấy là toàn bộ tất cả những cái gì phụ kiện của con B560 Pro AX này. Nói chung nó ở mức cơ bản, đủ dùng. Mình bảo là thiếu thì không thiếu, bảo là thừa thì không thừa, và đủ dùng cho một bộ máy. Mình nếu mà mình bảo là có thêm cái gì thì mình thích là khi Gigabyte cho thêm chúng ta một cái bộ sticky để dán với các thứ như là mấy con cao cấp ấy, không cho chúng ta rồi. Thì đây là con mainboard B560 Aorus Pro AX, rất là đắt. Còn là nguyên siêu luôn. Đây nhá, để đến đây. Thì anh em nhìn thấy này, hiện tại là tông màu chủ đạo của nó, anh em có một cái tông màu đen xám. Và đúng là đèn sáng, một đèn led. Chúng ta chắc là chẳng có đèn led gì cả, tại vì đấy duy nhất một giải đèn led anh em có là ở khu vực phần chịu âm thanh này, và cắm cạc vào nó cháy hết rồi, chả thể làm gì cả. Và anh em có một cái phần che cung tản VRM, một cái logo đầu chim ở đây. Đầu chim này thì không có đèn led nhá. Trong đây là con mainboard phân khúc là phổ thông cao cấp, tức là những bạn nào các bạn mà dùng những con 11.700, 11.900 chẳng hạn thì và không OC thì có thể dùng con này, nó thuộc cái phân khúc đấy. Và nếu mà anh em dùng i5 mà cắm con này nó hơi quá, tiền main hơi đắt hơn tiền CPU mất rồi. Thì đây là toàn bộ phần VRM của con main. Thì chúng ta có là 12 cộng với cả một phay trên con này 50A, tổng cộng là cung cấp được 600A điện. Nhưng mà mình nói về cái thông số đấy chắc là anh em cũng chẳng quan tâm cho lắm, tại vì anh tính làm gì. Bây giờ mình chỉ quan tâm là nó có chạy được cái con 11.900K mà đang có trên tay này hay không. Không chạy được thì ông có đến 15 phay tôi vẫn là bảo là không chạy được, còn ông có 10 phay mà ông chạy được con 11.900K nó mát ổn định thì là vẫn chạy được đấy, chỉ cần thế thôi. Đây ở mặt sau nhá, chúng ta có các con mối hàn này thì vẫn là cái công nghệ cũ Gigabyte thôi, còn mấy công nghệ mới như con Aorus Master ấy, thì những mối hàn này là hàn kiểu hàn chìm rất là đẹp, còn bây giờ thì nó vẫn là hàn nổi, tại vì đây là một mainboard tầm trung, chúng ta không hy vọng gì hơn như thế. Thì đây mặt trước nhá, tổng thể chúng ta sẽ có là 4 khe cắm RAM ở đây, 4 khe cắm RAM. Đây là mainboard B560 nên là 4 khe cắm RAM này anh em hoàn toàn có thể ép full được RAM nhá. Và anh em cắm con CPU như 11.400 hay là 11.900 từ cả 10.100 vào đây, anh em vẫn dùng cái RAM bất cao 3.600 như này là chuyện bình thường. Nên là đấy là điểm lợi của B560 so với các mainboard B460 ngày trước. Thứ hai là phần này thì Gigabyte họ giới thiệu là cái phần thermal pad ở phía dưới của tảng này là loại 5mW à, 5W gì đấy không nhớ. Nhưng mà cái thông số đấy nó bằng cái thông số của những cái hãng tản nhiệt lớn như là EK cung cấp đi kèm với những con block nước cao cấp của mình. Nên là anh em khá là yên tâm chất lượng của cái thằng tản nhiệt PRM này, và tí nữa mình test thử trực tiếp luôn. Nhưng mà bảo đây là tốt nhất hay không thì đây chưa phải tốt nhất, tại vì những cái loại thermal pad xịn bây giờ thông số đến 13 MWK, còn con này chỉ là 5 thôi. Và chúng ta có một đầu 8 pin CPU nhé, nên là đây cũng là họ ngầm hiểu của chúng ta, đó chính là các bạn đừng có assume trên con này. RAM vẫn là 4GB RAM bình thường thôi, cũng không được bọc thép một thép gì cả. Và ở phía dưới thì chúng ta có đây là khu vực chipset. Chipset thì chúng ta không có gì nhá. Còn do đây là một mainboard B560 hỗ trợ các CPU thế hệ 12, nên là anh em sẽ có được một khe NVMe 4.0 ở đây. Anh em sẽ có tổng cộng là 3 khe NVMe trên con bên này, một khe 4.0 ở trên và hai khe 3.0 ở dưới. Và dùng như này thì thực sự là nó thoải mái dùng, cũng chả ai dùng hết được cái đống như thế này đâu. Và ở đây sẽ là một khe PCI Express 4.0 x16, và bên dưới này là hai khe PCI Express. Và ở dưới này nhá, về đèn LED thì Gigabyte mặc dù họ hơi tiết kiệm chúng ta đèn LED trên bên, nhưng mà họ cho chúng ta đèn LED ở trên cái mainboard này thì khá là nhiều. Anh em có là một cổng đâu nhỉ, hai cổng đèn LED. Đây là một cổng đèn LED digital LED này. Đây là tức là anh em có hai cổng LED 5V và hai cổng LED 12V. Nói chung là cắm cây nó đập lòe thoải mái, các thứ đều ok. Và quên mất một cái mình rất là quên, đó chính là về cổng kết nối cho con mainboard này thì anh em sẽ có ở đây, đó chính là hai cổng USB 2.0 này, 4 cổng USB 3.2 này, một cổng USB, tức 5 cổng USB 3.2 Type A và một cổng USB 3.2 Type C, một cổng DisplayPort, một cổng HDMI, một cổng PS2. Mới làm gì chắc là cho đầy chỗ thôi. Hai cổng antenne Wi-Fi 6 và âm thanh 7.1. Đây là một số lượng cổng USB mình thực sự là thấy là ổn, và anh em dùng như này bây giờ là vừa này. Còn những mainboard tầm thấp ý, thì cho anh em còn tầm 6 cổng USB thì thực sự là dùng khá là thiếu. Con này cũng là có tổng là 8 cổng nên là dùng ổn rồi. Và ngoài ra ở mặt trước thì Gigabyte cũng cho chúng ta đó chính là một cổng USB Type-C ở mặt trước, một cổng 3.0 mặt trước và hai cổng USB 2.0 để cắm với các phụ kiện linh tinh vào. Và bây giờ nói về cái vẻ bên ngoài thì đủ rồi. Đối với mình, thông qua nhìn qua bên ngoài ấy, thì con mainboard này nó vừa. Về cái mức giá này thì đây anh em có những cái cơ bản. Còn nếu mà bây giờ bảo là nó ngon hay không thì chúng ta phải test thử với lại con Intel Core i9-11900K. Nó là cái con CPU nó không phải sinh ra để cắm cho con bên này, tại vì nó sinh ra để cắm cho con như Z590 Aorus Master chẳng hạn. Nhưng mà mình cứ cắm thử vào con này để xem thử xem là hiệu năng của nó ra sao và xem nó cân được không. Nó mà cân được con này thì mình đảm bảo các bạn mua tất cả CPU khác các bạn cắm thoải mái, không phải lo vấn đề chập cháy gì cả. Chúng ta đôi lúc chúng ta quá đà lên một tí nó hay ho hơn đó. Cắm con CPU này vào đây rồi. Và về phần tản nhiệt thì ATC 800, một con tản nhiệt của Gigabyte luôn. Hôm nay chúng ta toàn đồ Gigabyte rồi, mình lắp con này vào. Và hôm trước mình có một cái clip lắp với cả ông Việt, hai con máy trải nghiệm cho Hồ Gươm ấy, thì Việt đã rất gọi là cực khổ để lắp được cái con này. Mình đã bảo được con này lắp thì cực kỳ khó luôn, tại vì cái phần lắp của nó rất là lòng ngoằng và nó có nhiều thứ lắm. Tôi đã sử dụng này thì bây giờ mình sẽ lắp nó vào nhé. Và ngoài ra mình nói về RAM thì chúng ta có cái kit RAM của Gigabyte. Đây là kit RAM 3600MHz card 18 với tổng dung lượng là 16GB. Rồi, nói thế không? Tí nữa thì anh em vào Win thì biết. Còn bây giờ mình lắp con tạm để vào. Đấy, phụ kiện Gigabyte rất ok nhá. Hộp nào trước đấy AMD thì ok, hộp AMD riêng. Còn đây hộp Intel. Đây mình rất thích cái cách chia phụ kiện Gigabyte. Nhưng mà mình hoàn toàn không ủng hộ cái việc mà họ làm lắp con tản nhiệt quá khó như thế này, quá lằng nhằng. Rồi, mình lắp xong con tản. Vừa nên cắm vào cục CPU fan đây, chúng ta có hai CPU fan, CPU ốp. Nói chung này là bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Và cuối cùng là hai khe RAM của Gigabyte. Đặt vào đây cho nó hoành tráng. Rồi bây giờ mình sẽ lắp nó vào cái con main cable. Đây là con main cable của chúng ta. Và đúng như mình dự đoán nhá, chúng ta sẽ chẳng có led đâu cả. À đây, quên, xin lỗi Gigabyte, rất xin lỗi luôn. Chúng ta sẽ có led ở khu vực đây, ta có 3 cái led ở đây và một led ở dưới này. Đấy, 3 cái led đây, chữ Aorus đấy nhá. Trên này không có led gì cả. Còn lại thì đấy, các bạn thấy là đây là comment box chúng ta. Và tại sao chưa lên đây? Đây lên rồi. Rồi, mình sẽ vào BIOS một tí nhé. Hiện tại đây chúng mình đang có là BIOS là với F2 nhé, CPU là 11900K, 3,5 GB RAM, 16 GB. Đây là mình sẽ chỉnh lại cái bớt RAM cho XMP nhé. XMP này. Đó, 3600. Ok, 3600 này. Một cổng SATA, mình đang cắm một con đấy. Mình quên mốt điện thoại gì rồi. Ok, CPU clock ratio. Vcore Extreme Memory Profile, Profile 1, IGP, Radio, mấy cái này chúng ta không cần gì quan trọng lắm. Switcher này, Disable Advanced CPU Setting. Chúng ta hãy để mặc định ở default hết đi. Thôi để mặc định hết nhá. Đấy. Đây mình để vào Win thử xem như nào. Rồi, em thấy là ATC 800 này led này không? Led này đấy, nó hơi khổ tí. Rồi tí nữa tiện thể test thử xem là con này có chịu con 11900K full tải không. Mình thấy quả tăng khá là êm, chắc là tăng không đắt gì nên CPU nó thận nó mát. Ở đây nhá, thì bây giờ một cái đơn giản nhất đi. Mình test Prime 95 thế cho dễ. Và chúng ta dùng HWinfo để chúng ta test nhiệt. Rồi hiện tại thì mình mới vào Win và mình đã chạy thử cái Prime 95 ở trên con CPU này với tất cả mọi thứ đang là ở mức mặc định của hãng. Thì bây giờ mức TDP của chúng ta đang là TDP theo mặc định của bên Intel nên nó sẽ là 165W. Đây hiện tại đang 161W, 164W thế này. Thì nó là mức nói chung là nhiệt độ CPU đang là 91 độ C. Tại vì con tản này thực sự ấy, nó là một con tản nó ở mức tầm trung thôi, nó không phải là ngon bằng những con như custom hay là những con all-in-one cao cấp được. Nên là hiện tại CPU đang chạy ở mức khoảng tầm là 3,9 GHz và mức TDP đang ăn là 165W, đang chạy full tải bằng Prime 95. Thì hiện tại mức VRM mình chạy sau một khoảng thời gian một lúc ý, nó là 50 độ C ở VRM. Và đây là mức rất là mát, tại vì một phần mình nghĩ là do Gigabyte họ đầu tư khá là nhiều phần tản nhiệt cho con VRM này nên là con 11900 anh em chạy là không phải lo vấn đề gì cả. Và đấy, nó mới có 48 độ thôi, 4 độ C thôi mà. Nên là đối với mình ý, thì tổng quan sau khi nghịch nhanh con này ý, thì anh em mà dùng tất cả các CPU bây giờ của Intel Socket 1002 với con này thoải mái. Tại vì đâu giá của nó, tại vì đây là con mainboard B560 đắt nhất hiện tại của Gigabyte đấy. Tại vì nó là hơn 5 triệu cho còn một con main B560, bù lại anh em có rất nhiều những cái thứ về chất lượng nhé. Về chất lượng em có một dáng phây khá là tốt, khá là mát, chạy còn 11900K thoải mái chẳng vấn đề gì cả. Và còn về đèn led ấy, thì hơi buồn, đèn led chúng ta chỉ còn mỗi led ở khu vực chipset thôi nên là chẳng có gì cả. Còn lại những cái thứ ăn chơi như là ví dụ như là về phần cổng kết nối này, cổng kết nối ra bên ngoài, audio các thể loại thì nó khá là ổn. Đặc biệt cổng USB anh em có là tổng là 8 cổng thôi, khá là thoải mái rồi. Và cũng đầy đủ hỗ trợ cho anh em đó chính là bên phần PCI Express Gen 4 này, anh em có NVMe thế hệ thứ 4 4.0 cắm vào dùng 7GB một giây cho nó sướng. Thì các bạn nghĩ nào về con mainboard Gigabyte Aorus B560 Pro AX này thì cho mình biết trong phần comment nhé. Và các bạn có sẵn sàng bỏ ra hơn 5 triệu để mua cho một con mainboard B560 không? Các bạn nghĩ nào về mức giá này là quá đắt hay là quá rẻ, những cái gì nó mang lại được hay không thì cũng cho mình biết trong phần comment nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn, và các bạn sẽ chuẩn bị có bộ máy hình như là 180 triệu gì đấy chúng mình sắp lắp rồi đấy. Đón xem nhé. Bye bye.